Chào mừng các bạn đã đến với sân vận động Old Trafford, sân nhà của câu lạc bộ Manchester United. Đây là một trong những sân vận động tráng lệ và náo nhiệt nhất của ngoại hạng Anh cũng như của cả thế giới nói chung. Và chỉ mới ít ngày trước đó thì tại đây một bức tượng đã được dựng lên để ghi nhớ những công lao của một vị huấn luyện viên rất đáng kính, đó là vị thuyền trưởng Sir Alex Ferguson. Sir Alex đã gắn bó với MU gần 3 thập kỷ và với những đóng góp của mình thì ông đã cùng với MU gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Không được. Phòng thủ rất tốt. Cơ hội tấn công. Phối hợp khá đơn giản. Milner. Jordan Henderson. Jadon Sancho. Rất nhịp nhàng, rất bình tĩnh. Milner. Chuyền bóng vào trong. Hiệp một của trận đấu còn 15 phút. Robertson. Thiago. Đường chọc khe. Không được. Chuyền vào trong. Và phạt bóng rất đúng lúc. Xuất xa. Không vào. Cú xuất xa khá tốt. Để biết kết quả các chiến đấu ở giải Ngoại hạng Anh, các bạn có thể soạn tin nhắn NHA cách vòng đấu và gửi tới 3508. Có kết quả là tin nhắn về. Wan-Bissaka. Mohamed Salah. Milner. Thiago. Robertson. Thiago. Rất tốt. Van Dijk. Đã có một tình huống việt vị. Jota. Juan Mata. Cristiano Ronaldo. Cơ hội đã bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Theo xếp hạng của giới truyền thông thì Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Xếp sau tiếp theo là các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Chuyền vào trong. Rashford. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 1 đang diễn ra rất sôi nổi với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên tạo ra nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là không đều. Tình huống đột phá cá nhân. Đó là một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm. Một thẻ vàng. Không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Quả đá phạt. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Cú sút phạt không tốt. Matic. Maguire.
Mata. Không được rồi. Phối hợp khá đơn giản. Phạm lỗi rồi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Fabinho. Một pha treo bóng. Có mặt rất đúng lúc. Sẽ có một tình huống ngã biên. Mohamed Salah. Bóng đi quá bổng. Đó là một tình huống tấn công rất nguy hiểm và chỉ một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng. Họ đang cho thấy được sự nguy hiểm của mình. Giữ bóng rất tốt. Fabinho. Cơ hội. Không được, mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Chuyển vào trong. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Pha phản công rất nguy hiểm. Wow! Một cú dứt điểm là không thể cản phá. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Với việc sở hữu một huấn luyện viên rất kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và sử dụng con người rất sắc bén, thì cho tới lúc này đội khách đang giành được những kết quả rất khả quan ở những đấu trường mà họ tham dự. Cơ hội vẫn còn. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Tình huống nguy hiểm. Bóng đã trúng cột dọc. Juan Mata. Cavani đang thi đấu khá năng nổ. Với thể lực sung mãn cùng sức dướng tốt, Cavani đang khiến hàng thủ phải vất vả theo kèm mình. Đường trong khe. Dứt điểm đi. Hàng công đang thi đấu rất tốt. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV. Thank you.
Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi. Và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi Kinaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiệt độ trên sân lúc này là 25 độ C và sức gió là 3 mét trên giây. Tiếng còi kết cuộc của chúng tôi đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Tình huống chơi bóng ở trong. Đánh đầu. Các cầu thủ đang tỏ ra rất kinh nghiệm. Thiago. Thiago. Mane. Rất tốt. Mohamed Salah. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Fabinho. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Giữ bóng rất tốt, rất nhịp nhàng. Jordan Henderson. Anh sẽ làm gì đây? Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phối hợp khá đơn giản. Pha xử lý rất cầu thả. Sao vậy? Chuyền bóng của chồng. Trôi qua mất rồi. Fabinho. Lấy bóng rất đơn giản. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Fabinho. Alcantara. Robertson. Sẽ có một tình huống ném biên. Đúng như chúng tôi đã dự đoán, huấn luyện viên đã đưa ra sự thay đổi người nhằm củng cố cho thế trận. Một sự thay đổi người là rất cần thiết trong lúc này. Fabinho. Không được. Fabinho. Rất bình tĩnh. Alcantara.
tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Vậy là sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào. Chuyền bóng tốt. Không được rồi. Và phản công. Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Không Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Tình huống nguy hiểm. Không được, mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Thiago. Rồi cuối cùng có thể đặt bóng. Thiago. Sao vậy? Đường chuyền chuẩn xác. Trọng tài viên đã căng cờ báo bình vị. Không chạy. Robertson. Pha phòng ngự tỉnh táo. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Fightback để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng. Xin chào mừng các bạn đến với sân vận động. Trọng tài đang chuẩn bị đưa ra hiệu lệnh sẽ bắt đầu thi đấu. Giờ thì chúng ta hãy hướng về sân bóng thôi, trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt. Và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Cầu thủ đội khách cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiệt độ trên sân lúc này là 25 độ C và sức gió là 3 mét trên giây. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Robertson. Mất bóng rồi. Robertson. Thiago. Fabinho.
Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Đưa chọc khe. Wow! Bàn thắng mở tỷ số đã đến và có lẽ nó sẽ khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Mặc dù sở hữu khá nhiều những cầu thủ chất lượng nơi tuyến phòng ngự, nhưng họ vẫn để lộ những khe hở chết người. Bàn thắng sớm có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi, cùng với những tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài là một thế trận nhanh, biến ảo và vô cùng hấp dẫn đang được các cầu thủ hai bên thể hiện. Van Dijk, Jordan Henderson, rất tốt. Mohamed Salah. Sẽ có một quả ném biên. Mohamed Salah. Rất chính xác. Chuyển vào trong. Hiệp một của trận đấu còn 15 phút. Mohamed Salah. Pha đi bóng rất quyết tâm. Chuyền vào. Ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Jordan Henderson, Jota. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Fabinho. Jordan Henderson. Phản xạ rất tuyệt vời. Thủ môn đã quá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Hiệp một đã khép lại, sẽ có những toàn tính, những thay đổi về chiến thuật được đề ra trong vòng thay đồ và chúng ta hãy cùng chờ xem. Hiệp hai đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Tình huống sóng gió trước cầu môn, cú sút không được như ý. Jordan Henderson, Alcantara, Robertson. Rất chắc chắn. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Sẽ có một tình huống phát bóng lên. Jordan Henderson. Jordan Henderson.
Jordan Henderson. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tình huống nguy hiểm. Không được, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Mohamed Salah. Cơ hội dứt điểm. Có thể dứt điểm. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Một pha dứt điểm chạy lưới, cú dứt điểm rất quyết đoán và không có một cơ hội nào dành cho thủ môn trong tình huống này. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Dứt điểm. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Cách biệt 3 bàn sẽ rất khó để họ có thể san lấp. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Một sự tính toán hoàn toàn hợp lý của huấn luyện viên khi tung cầu thủ này vào sân thay người. Anh ấy đã có những phút thi đấu rất hay và có cho mình một bàn thắng. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Fightback để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.